Tân Quốc Tuấn xe tải cũ. Hôm nay Sơn có giới thiệu với quý anh chị em là bên Sơn có một bản rất là rồ về review luôn. Bản này tên là Nhi nha. Nhi chào mọi người đi em. Dạ, xin chào cô chú em chị. Em tên là Nhi, là nhân viên kinh doanh của công ty Tân Quốc Tuấn ạ. Em Nhi hiện tại là đang về hợp tác với Sương và hiện tại là đang review tất cả các cái con xe ở trên bãi của Sương. Thì Sơn rất mong quý anh chị em ủng hộ Sương và em Nhi và những cái anh chị em trong công ty Sương của Tân Quốc Tuấn nhé. Thì bây giờ là Sơn sẽ nhờ em Nhi giới thiệu sơ qua cho quý anh chị em về con xe N200, xe tải dắt 1.9 nha cả nhà. Thì bây giờ Sơn sẽ là cái người đi theo thôi để xem em Nhi giới thiệu như thế nào nhé. Xin mời cả nhà nhé. Rồi, mời Nhi. Dạ, đối với dòng xe tải dắt thì là một thương hiệu đứng đầu tại Trung Quốc. Thì mọi người đừng có nghe tới là thương hiệu Trung Quốc thì mọi người e dè. Tại vì đặc điểm lớn nhất của dắt là nó có cabin được làm mới, rất là hiện đại. Cộng thêm với việc là động cơ mạnh, giá thành rẻ, cho nên là hiện tại đang được rất ưu chuộng trên thị trường. Dạ đây là logo của Jack, chữ GAC được mạ chrome vàng, nó rất là nổi bật. Ở đây là em có một cái cụm đèn là đèn halogen, dạng đứng, tiết diện rất là to, kết hợp là đèn pha, đèn cốt và đèn xi nhan. Ở đây là còn có đèn sương mù nằm trên cản á, trong cả cái xe nó rất là hài hòa. Còn đây là cái mặt gương. Mặt kính xe là thiết kế là hai lớp. Với lại nó là dạng cái bản công, là khi mà mình chạy xe á, nước gió nó không có lực cản của gió mà giúp tiết kiệm nhiên liệu. Ở đây, quý cô bác anh chị qua xem lớp xe với em. Tôi sẽ đi theo nha cả nhà để xem bạn nói gì. Dạ, lớp xe này là lớp GRC. Nó có kích thước là 7x16. Đó, bánh xe nó rất là lớn nha. Và thùng xe đó là một cái điều mà quý cô bác anh chị rất là quan tâm. Đây là thùng bạc, thùng dài 4m36, cao là 1m82. Em nói lộn vậy. Cao bao nhiêu? Dạ, rộng là 1m82, cao là 1m88. Em xin lỗi, sao lộn thì nói sai nói lại thôi sao hết. Dạ, đây là cái thùng thiết kế của nhà máy, đó là của thùng inox. Thùng inox nó rất là dày, mình chở hàng được tốt. Ở đây là cái phần mà chassis của xe. Đây, chassis bản to làm bằng thép đặc biệt, nó giúp chịu tải, chống xoắn. Đây nó có những cái lỗ tổ ong nè, đó nó giúp là cái lực đàn hồi của nó tốt nè. Đó. Quá tốt nha cả nhà. Và đây em giới thiệu về cái phần nhíp xe. Đây là nhíp 2 tầng. Đó, nhíp 2 tầng là nó giúp mình chịu sốc, là mình đi qua những cái đoạn đường mà nó gồ ghề hoặc là nó sốc như là ổ gà rồi đó, thì mình chở hàng thì cái hàng ở trên nó được an toàn, nó có bị hư hại nha. Đây là cái thùng xe, nó có 5 bửng nè. Khi mà mình xếp hàng lên á, mình mở ra mình xếp hàng lên nó dễ dàng. Là cái thùng dầu 100 lít của chiếc Jack N200, nó được thiết kế nó là dạng nhựa cao cấp để nó giảm đi cái trọng lượng của xe. Và cái trọng lượng của xe đó là dưới 2 tấn, cho nên là mình đi phố rất là vô tư và dễ dàng nha. Đây là em sẽ mở cabin xe cho mọi người coi. Cũng đây. Rất là giỏi hơn Sương cả nhà. Sương mà không biết coi mấy cái này. Rồi em giới thiệu máy đi. Cái cabin này nó nhẹ cho nên là em có thể qua bên kia. Em có thể qua bên kia. Thì đây là động cơ Cummins của Mỹ, nó rất là mạnh và tiết kiệm nhiên liệu. Thì trong cái thời buổi mà kinh tế xăng dầu khó khăn này thì Jack N200 sẽ làm ứng cử viên hàng đầu trong danh sách của các bác tài nha. Để em xin giới thiệu sơ qua về động cơ. Thì động cơ nó có công suất làm việc của nó là 2746 cm3, khả năng tiết kiệm nhiên liệu của nó là lên đến 8.5 lít trên 100 km. Này là tiêu hao bao nhiêu lít dầu? Dạ, 8.5 lít trên 100 km, là rất là tiết kiệm luôn chị. Có nắm dung tích xi lanh của xe này không? Dạ, 2746 cm3. 2.7 đúng không? Dạ, dung tích xi lanh 2.7. Công suất của nó bao nhiêu em, sản sinh công suất bao nhiêu? Dạ, 90 kW. 90 kW hả? Rồi cả nhà mình nhìn sơ qua máy và em Nhi giới thiệu rất là rành mạch luôn nha. Đây là Sơn đang đi học hỏi em ấy để sau này review hay hơn đấy.
cách giờ máy này kia rất là chuyên nghiệp ha. Rồi em giới thiệu tiếp đi, có gì nữa không? Dạ, bây giờ động cơ xong rồi thì em lên em giới thiệu với quý anh chị coi là trong cabin xe nha. Ok, dạ. Cả nhà mình lên cabin. Nói chung là còn rất là nhiều cái để nói.
giỏi, nhưng mà em Nhi thì cũng mới thôi cả nhà. Thì bên Sơn thì về nữ, bên Sơn thì nữ cũng nhiều, nam thì cũng có, nhưng mà để khi giới thiệu xe thì các bác tài sẽ rất là rành rồi. Quý anh chị em mua xe là có thể là chạy đã trải nghiệm xe rất là nhiều và hiểu về xe hơn là Sơn rất là nhiều và em Nhi rất là nhiều. Thì Sơn cũng kính mong quý anh chị em là khi mà xem xe thì sẽ tìm hiểu kỹ hơn, và có cần tư vấn gì thì cứ liên hệ với bên Sơn nhé. Thì bây giờ mình sẽ xuống dưới để xin kết video và chào quý khán giả nhé. Đã giới thiệu sơ qua về con xe Jack N200S tại 1.9 nha cả nhà. Thì rất là mong quý anh chị em mình ủng hộ chị em nhà Sơn với. Số hotline của bên em Sơn là 0708 273737. Ngoài ra thì em Nhi đang là nhân viên mới thì cũng có hotline riêng, thì quý anh chị em nếu ủng hộ em Nhi thì Nhi đọc hotline đi Nhi. Dạ, hotline của em là 0376 784 983. Rất mong quý anh chị em ủng hộ hai chị em nhà Sơn với nhé. Thì đường số hotline, số hotline của nhà Sơn là số 1132B, đường xa lộ Hà Nội, khu phố 10 phường An Bình, Biên Hòa, Đồng Nai nhé cả nhà. Cái những cái xe dòng sải xe dắt và bộ bên Sơn là từ 1.9, 3.5 hay là 6.6, có rất là nhiều dòng xe để quý anh chị em lựa chọn. Ngoài ra bên Sơn là phụ trên thành phố các dòng xe tải như phao và dắt, và chuyên mua bán các loại xe, trao đổi các loại xe cũ đã qua sử dụng và có nhận ký gửi luôn cả nhà nhé. Rất mong quý anh chị em ủng hộ gia đình Phân Quốc Chính Tuấn nhà Sương. Xin chào mọi người, hẹn gặp lại.